Chào quý vị các bạn, sau đây công ty VGV Việt chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một số loại súng quân sơn. Ở các clip trước thì chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều loại súng quân sơn rồi. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một dòng súng quân sơn là W50-124BBG. Đây là dòng bờ xô, nhưng mà là dòng súng mini nhỏ. Còn hãng Anet Iwata thì có các cái dòng súng là cũng bờ xô nhưng mà súng quân sơn cỡ lớn như là như tôi có đây là W101-142BBG hoặc là W101-134BBG đó. Thì chúng ta có các cái dòng súng cỡ lớn hơn. Thì ở các clip trước tôi đã review về súng W101-142 và 134BBG rồi. Thì ở clip này tôi sẽ review cho các bạn về cái súng quân sơn W50-124BBG. Thì đây là dòng tấm dính. Thì quý khách khi mà mua cái súng về, chúng ta sẽ thấy đây nó sẽ có tem này, tem chính hãng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ có là body của nó là bờ xô. Bờ xô, cái dòng bờ xô là dòng chống dính. Khi mà sơn mà bị dính lên trên bề mặt á thì chúng ta sẽ có thể là lau chùi rất là dễ dàng. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở thử cái hộp ra và chúng ta sẽ mở hộp ra để chúng ta xem đây là cây súng bờ xô đó, W50 bờ xô đó. Các thấy là thứ nhất là cây súng rất là nhỏ gọn nhé, rất là nhỏ gọn, ta cầm rất là nhỏ gọn đó, ta cầm rất là nhỏ gọn. Cái thứ hai nữa là cái thân của nó được mạ một lớp chrome chống dính rất là đẹp. Thứ nhất là rất là đẹp. Rồi nắp chụp thì được mạ chrome màu xanh đó. Các cái đuôi thì cũng, và cái chỗ lúng vặn này đó, cũng được mạ chrome màu xanh đẹp. Thì cái súng rất là nhỏ gọn, thì chúng ta có thể là full ở các cái mạng nhỏ hoặc là full khi mà người ta cầm nó cũng nhẹ hơn đó. Thì đến kim bét của nó đến 1.2 ta có thể full lót, full bóng trên ô tô xe máy ok đó. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy khi ta mở cái nắp chụp của cái súng này ra, chúng ta thấy này, đấy nắp chụp của nó đây, và cái đầu súng rất nhỏ nhé các bạn. Ở đây nó sẽ có cái số là W50 đó, kim của nó là nó sẽ có số 12, ở đây nó sẽ có số 12, đây nó sẽ có số 12 đó, số 12. Còn đây là nắp chụp, trên nắp chụp của nó sẽ có cái số là 50, nắp chụp 50 đó, nắp chụp 50 đó, quý khách thấy nắp chụp 50 rồi. Kim chỉ 1.2mm thôi đó. Thì tôi có thể bật nó lại đó. Thì đây là nút chỉnh độ trụng xòe của súng, còn đây là chỉnh lượng sơn. Thì các nút vặn thì tôi vặn rất là nhẹ nhàng nhé, rất là nhẹ nhàng. Đặc điểm hàng của Nhật rất là chất lượng rất là cao, có thương hiệu, và đặc biệt là hãng Anet Iwata có thương hiệu mạnh trên thị trường hiện nay. Thì đây là cái núm chỉnh lượng hơi đó. Thì cái súng này chúng ta có thể sử dụng cốc 400ml cũng được, hoặc là cốc 150-250 tùy. Thì khi mà chúng ta cần lượng sơn ít thôi, chúng ta có thể sử dụng cái cốc nhỏ. Thì ở đây tôi có một cái cốc nhỏ. Thì ở đây ta có cốc nhỏ, tôi có một cốc nhỏ để tôi sử dụng chung. Ta sử dụng cốc nào cũng được, miễn là ren 1/4 là ok. Với súng, với cái của hãng Iwata, ta sẽ sử dụng cốc là BC51 hoặc là BC-5 đó. Thì ta sẽ tiến hành ta gắn thử nó vào. Các bạn thấy đây là chúng ta đã có một cái bộ súng ha, bộ súng đó, súng quân sơn W50. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi test thử cái súng này, đó. Thì tôi sẽ lấy một ít băng keo non, tôi gắn vào. Sau đó thì tôi lấy nước tôi đổ vào, cái súng này. Rồi bây giờ tôi đã gắn thêm băng keo non và thêm cái nút hơi vào rồi.
Thì bây giờ tôi sẽ gắn đường hơi vào. Đó, bây giờ tôi đã có một cây súng W50 124 BBG. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là tôi sẽ đổ một cái ít nước và tôi test thử. Rồi. Súng đây là súng W50 đã được gắn cốc đựng sơn và có đổ nước và test thử. Giờ nó sẽ có hai nút nhấn, một đó là ra hơi, đó thì ta có thể chỉnh lượng hơi, ta thấy hơi hơi mạnh ta có thể là gắn thêm cái chỉnh ép này vào đó, hoặc là ta có cái chỉnh ép của Anet Igota là AGR02LVG, ta có thể gắn cái chỉnh ép này vào theo cái đường hơi đó để chúng ta dùng. Đây tôi có cái chỉnh ép nhé, tôi có chỉnh ép, đây là chỉnh ép AGR02LVG của hãng Anet Iwata. Đó, đây là mặt kính chịu áp lực nhá, chịu áp lực được nhá, cường lực nên nó rất khó bể. Và cái đường đây là đường vặn, đó, đường hơi đó, thì chúng ta sẽ gắn kèm theo vào cái súng như thế này để chúng ta chỉnh cái lượng hơi vào, tránh trường hợp mà hơi mạnh quá hoặc là khi mà chúng ta đưa vào hơi nó không ổn định thì chúng ta đưa cái điều chỉnh ép này của Anet Iwata này vào thì nó sẽ đều hơi hơn. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi bóc thử. Đó, thấy là cái độ xòe do là súng nhỏ nên chúng ta sử dụng cái nó không có to như các cái súng bình thường như là W142 BBG hay W134 BBG, thì chúng ta có thể chỉnh lượng chỉnh. Tôi có thể chỉnh lượng sơn nhiều ít ở đây. Nhiều người ta có thể sử dụng cây này vì nó đó. Các thấy là tôi có thể là chỉnh lượng gió nhẹ nhàng là cái rút cũng là êm ái nhẹ nhàng. Thì sau khi mà sử dụng xong á thì quý khách cần vệ sinh kỹ lại các cái súng quân sơn và cốc đựng sơn. Thì để vệ sinh á thì qua clip khác chúng tôi sẽ hướng dẫn, nhưng mà ở đây chúng ta sẽ hướng dẫn sơ quý khách về cách vệ sinh. Thứ nhất, chúng ta sẽ đổ lượng hơi đang lượng sơn này ra ngoài, sau đó là chúng ta sẽ vệ sinh lại cái cốc này, sau đó là chúng ta sẽ đổ thêm cái chất tẩy rửa vào và chúng ta bịt nhiều lần ra. Cái thứ hai nữa là chúng ta có thể là bịt cái đầu của súng này lại, ta bịt chắc lại để cho cái sơn nó vào trong nó rửa ha, nó chảy ra hết đó. Rồi chúng ta có thể là tháo cái này ra, tháo cái đầu nắp chụp này ra, chúng ta vệ sinh kỹ lại cái nắp chụp này và chúng ta tránh trường hợp chúng ta gỡ, hạn chế cái việc mà gỡ cái kim bét ra, vì gỡ nhiều lần thì khả năng là nó sẽ trờn ren đó, nếu chúng ta gỡ quá nhiều lần. Rồi trên đây công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách về cái súng sơn W50 BBG. Đây là cái súng chất lượng cao của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì qua clip khác công ty chúng tôi sẽ giới thiệu với quý khách và test thử các cái loại súng quân sơn khác. Rồi cảm ơn quý khách, xin thành cảm ơn, tạm biệt.